Chào mọi người lại đến với kênh Cơm Nhà TV. Ngày hôm nay mình sẽ đủ trend một tí. Đó là trò chơi con mực. Trò chơi con mực sau N lần làm. Mọi người nhìn đây. Sau N lần làm thì lần này là lần thành công rực rỡ nha mọi người. Rồi. Cái này nhìn nó đơn giản thế thôi nhưng mà làm rất là nhiều lần. Rất là khó luôn. Không có dễ ăn chút nào. Và khuôn khiếc gì đấy thì cũng không thành công như lắm mọi người ạ. Và đây là kết quả rất là mỹ mãn nha mọi người. Đây là hình tam giác đây. Hình cái ô thì mình cũng không có đâu mọi người ơi. Hình cái ô thì cũng không làm được. Và đây hình này thì tròn tròn hay phức tạp bông hoa một tí. Hình tròn đây. Đó. Và đây là cây kim. Thử xem cái trò này mình có vượt qua được không? Hay là lại bị loại. Bị loại thì mọi người biết thế nào đấy. Rất là nguy hiểm. Cho mọi người coi lại cái lần đầu tiên mình làm này. Có khuôn đẹp luôn đấy. Lần đầu tiên. Kinh khủng. À, bắt đầu với cái dễ nhất. Hình tam giác. Thử xem. Bắt đầu với mình nha. Cái này thì nói là khó nhưng mà cũng ở nhà thì cũng làm được thôi. Mọi người làm bày cho những người trong nhà mình, nhất là những người đang cách ly ấy, giống như mình ấy, ở Sài Gòn ấy, chơi thì cũng khá là thú vị. Bắt đầu thôi nha mọi người. Wow, nghe cũng căng đấy. Không biết là có qua được không hay là lại bị loại luôn nữa thì chết. Nhìn xuyên qua được hay sao á, thấy không? Khó tách lắm. Ngon. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Một tí nữa. Còn nguyên nha. Còn nguyên này. Ham ăn một tí nữa là xong rồi. Mới hình tam giác thôi á. Tí nữa là tiêu luôn à. Qua được không đây? Cảm thấy ngon rồi đấy. Cái này vừa chơi vừa ăn kèo thì vị ngọt chắc có bình tĩnh hơn lại được em. Một xíu nữa thôi. Tuyệt chiêu cuối cùng hả? Chỉ có mấy phút thôi nha mọi người, 5 phút thôi á. Tam giác thôi mà. Ôi, được một cảnh rồi. Được một cảnh rồi. Sơ sẩy một tí là đi luôn nha.
cái hộp đẹp đẽ thế này mà ra nông nỗi này mọi người ơi, không có dễ ăn chút nào đâu. Trời ơi, vẫn còn may. Hình như cái hình tam giác là dễ nhất. Cái ông nồi kia tròn tam giác ấy. Còn cái ông tròn cái ô thì không biết làm sao luôn á. May mà đây không có hình cái ô. Liếm nó tan vô này, thấy không? Mấy cái hình phức tạp hơn thì phải liếm thôi. Qua rồi nha. Ok, qua một màn rồi. Đây cái tiếp theo đến cái này. Coi như là nếu khôn hồn mình chọn cái kia thì ngon. Bây giờ đến cái này này, mấy căng này. Cái này thì dễ hơn nhiều cái ô nha mọi người. Cái tam giác này thì dễ rồi. Tam giác dễ rồi. Cái này đây. Ui. Bạn có thể nhìn xuyên qua được không? Này phải kiên trì liếm á. Không có coi phim trò chơi con mực thì không biết có nghĩ ra tuyệt chiêu không. Này lấy cái bật lửa thì ngon. Cố lên. Cái này phải có một đoàn người đang cầm súng trước mặt thì không biết có bình tĩnh mà làm được cái này hay không nữa. Ôi trời ơi. Ui trời ơi. Chết chết chết. May quá. Một miếng rồi nha. Một miếng rồi. Liếm liếm.
Mệt quá. Tẹo 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 nữa là đi. Thôi. Thôi. Thôi rồi. Sắp luôn.